Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em Treo trên mọi miền Tổ quốc. Là ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác chị đầu địa của hãng Đà Lông với model là DCD 755. Chiếc đầu này sở hữu size 43, mặt phay nhôm được sơn đen. Đấy, chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu của nó là 28 nhé. Và con này dùng hai con rẻ mã APCM 56P. Chất âm của nó rất là hay, chi tiết và trong sáng các bác nhé. Chất âm 20 bit này, sạch sẽ. Đấy. Và nó cả đường cổng quang đi rồi. Thì về thì hình thức của nó còn rất đẹp các bác, như mới luôn. Đấy. Đây, em đã quay phần chi tiết từ phần mặt của em nó đây. Chịu góc một tí này hơi một chút thôi này. Đấy, đây. Đấm lưng của nó rất là đẹp. Con này dùng điện 100V, cứ tụ nó là 9W này. Số điện máy là 60815016007 nhé. Được sản xuất tại Nhật Bản nữa này. Con này có đường analog được mạ vàng. Đây là đường cổng quang. Cổng quang đồ hoạt động bình thường nhé. Em sẽ mở cái phần lắp đường ra để bác xem phần nội thất của em đó. Rất là mới nhé. Đây, con này nó dùng là con giải mã PCM61P đây. Đây, một con, hai con. Đây, nó chạy mắt Soli nhé. Mắt Soli 240. Hơi khuất qua nhìn tí nhưng mà nó dùng mắt đấy, bạn nhìn được Sony 240 nhé, cứ trông dùng rất là tốt. Để tiếp tục em đi vào phần test chất âm cũng như mắt đọc của em nó, thì các bác có hoan hỉ đăng ký kênh và like share kênh YouTube của em cho nhiều anh em chơi đôi trên mọi miền Tổ quốc được biết đến. Hãy subscribe.
tán tình chúng ta. Ai cũng đã từng có trái tim, cũng biết rung lên bao lời xưa biến hẹn nông thề. Nhớ nhau hoài mình yêu im mãi muôn đời.
từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi phép được dừng video tại đây. Thì chiếc đầu này thì em bán với giá là 1,5 triệu đồng, không bao phí ship các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em, một số máy là 0907 223 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em, cũng như các bác đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt dần vừa qua, cũng như các bác đã theo dõi kênh YouTube của em. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.